Kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền tổ quốc. Đến với clip mới hôm nay, anh Lợi giao lưu đa dạng mặt hàng đồ xưa cũ sưu tầm với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em có lên một số tác phẩm để giao lưu với bà con của mình. Thì gồm có chân xưa nha, ở trường Kỷ Quế và một số món đồ gốm các loại để giao lưu cho bà con của mình. Qua số điện thoại em 0772 8772 78. Và em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ những cái clip vừa qua nha. Thì đầu tiên mã số 1B, một cái bức tranh là Tùng Hạt Trường Xuân nha bà con. Một bức tranh khá là xưa nha, cổ điển nha. Bức này tuổi đời trên 60 năm nha. Thì chất liệu này của nó là gỗ dổi, dán giữa là liền khối nha. Thì có sao em báo cho bà con mình vậy nha. Gỗ nào thì em báo chính xác cho bà con của mình, mình về có thể kiểm tra hàng nha. Bức này thì hoàn toàn những cái khung ở ngoài thì ta gấp bằng mỏng hết nha bà con. Hàng thì em bao chuẩn xưa nha. Đó thì những cái phần này nè, tùng hạt này nè, cái này thì người ta cũng đã gấp mỏng lên nha. Đó, bà con mình xem thì chạm đục thủ công tay theo lối ngày xưa hết, vẽ vàng theo thời gian luôn nha. Thì chiều cao cái bức này thì em đo lên tới là 68 nha, cao 68. Tổng cái chiều dài cái bức tranh này nó lên tới là 1m59. Đó, 1m59 lần nha. Khung tranh có chiều dày là 6 phân phủ bì, khung tranh rất là dày nha. Đó, 6 phân. Đây bà con mình xem trên khung tranh đây. Đó thì người ta gấp, ngày xưa người ta gấp mộng vô nè, chạm đục gấp mộng vô hết nha. Đó, bốn góc khía cạnh như thế này. Đó. Còn cái độ hở mà cái độ của những cái cây tùng nè, người ta chạm ra là hở lên ra là 4 phân nha bà con. Độ hở ra 4 phân nha. Cái nhánh tùng này là một cái khối gỗ người ta gắn vào nha bà con. Cái này là nguyên khối gỗ, sau đó người ta mới gắn lên, khảm lên nha. Người ta làm kỹ thuật, người ta khảm lên nha. Cái này là chuẩn thủ công ngày xưa luôn nha bà con. Hàng này tấm này là chuẩn xưa cho bà con mình luôn nha. Đây mặt gỗ phía sau lưng đây, dán gia cố chắc chắn nha, miếng giữa là liền một tấm, khá là dày, gỗ dổi, đã theo thời gian, cái này móc hồi xưa người ta gắn rất là nhiều, tặng người ta bắt lên tường treo á cho nó chắc chắn. Bức này em giao lưu với bà con của mình có giá là 9 triệu, 9 triệu đồng em bao ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Tùng hạt Trường Xuân, gỗ dổi tô son thiết vàng. Đến với mã số 2 thì em có một bộ tranh Tích Tứ Quý gỗ gõ. Ốc là ốc Singapore nha, bà con của mình xem có thể cảm nhận được cái bức tranh này và ốc của nó sẽ đẳng cấp hơn những cái bộ trước, nó rẻ 6 triệu ngoài em giao lưu cho bà con của mình nha. Nó sẽ chênh lệch với nhau, bà con mình nhìn có thể cảm nhận được. Đó, gỗ giữa là gỗ liền tấm nha. Chiều cao này thì em đo là 117 cho mỗi bức. Chiều ngang bức này là nó phủ bì là 30, độ dày khung tranh này lên tới là 3 phân nha. Đó, tùng trúc cúc mai, bà con mình xem tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Ốc là vàng chanh khá là đẹp nha, không chê vào đâu được. Gỗ liền tấm liền lạc, không nứt xé chỗ nào. Đây mặt sau lưng đây, gỗ một mạc nha. Bộ này em giao lưu với bà con mình giá là 9,5 triệu nha, 9,5 triệu đồng. Bao ship tận nhà, bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giúp em. Đến với mã số 3 là em có đây là một cái bộ trường kỷ Tam Sơn, cũng là gỗ gõ. Trường kỷ Tam Sơn Huế nha bà con. Bộ này hàng Huế nha. Chạm đục thứ này là tứ diện, chạm đục hoa văn. Hàng thì lầm tích liền lạc, chỉ có cái màu nó theo thời gian thôi. Nhà màu nhã ba chầu theo thời gian thôi nha. Chiều cao cái bàn này thì em đo lên tới là 74. Tổng chiều dài của bàn là 127. Chiều sâu của cái bàn này ra là 60. Dài 127, sâu 60. Mỗi chân bàn có chiều dày, chỗ dày nhất là 8 phân. Chạm đục là hoa văn tứ diện tới chân luôn nha. Hàng thì lầm tích không hề lỗi lầm nha bà con. Kéo cái bàn này ra quay ghế cho bà con mình xem luôn. Bà con mình có nhu cầu nhã ý thì kết bạn qua Zalo, bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm cho bà con của mình nha. Ghế thì có hai băng ghế khá là to nè, gấp bằng mộng hết nha. Hàng thì dày dặn cứng cáp. Với chiều cao của mỗi băng ghế này thì em đo lên tới là 115. 115 nha. Tổng cái chiều dài của cái băng ghế này là em đo là 191 cả tay phủ bì. Chiều sâu lọt lòng ra lên tới 51 lần nha. Cao lên em đo thế này là 50. Thì thành này, cái thành sau lưng này thì nó dày là 4 phân. Cao của cái thành này lên tới là 66. Dày 4 phân nha. Chạm đục những cái kiến trúc hoa văn này nè. Tất cả đều là phong cách Huế hết nha. Hàng của Huế. Tay dày 7 phân. Rất là đẹp. Hàng này thì bà con mình khỏi chê rồi. Hàng con cái nó lầm tích liền lạc nha. Màu thì nói chung nó nhã bắt chầu theo thời gian thôi. Khi đi thì em cũng sẽ vệ sinh lau chùi lại cho bà con của mình, đến tay mình xài sử dụng nha. Rất là đẹp. Bộ này thì gồm 3 món nha bà con.
đó, bà con của mình nếu mà có nhu cầu thì các bạn Zalo em chụp hình gửi thêm cho bà con của mình. Bộ này em giao lưu bà con mình có giá là 39 triệu nha. Bên em sẽ bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha, 39 triệu. Nếu bà con mình ở miền Tây đó, thì em có thể thương lượng em giảm lại chút đỉnh cho bà con của mình được nha. Đó. Đến với mã số 4 này đó, thì em có một bộ bàn nè, bán nguyệt hai ghế nha bà con, cũng là gỗ gõ luôn nha. Mặt cái bàn và mặt đá này nha. Bộ này nhìn nó trang hoài đơn giản thôi nhưng mà rất là nhìn rất là lịch sự lịch lạc nha. Chiều cao của cái bàn thì em đo lên tới là 77. Chiều dài của cái chiếc bàn này thì nó lên tới là 75. Chiều sâu của bàn ra nha là nó 37. Đó, chạm đục hoa mai tứ diện nè, chân dày lên tới là 4 phân. Chân là chân quỳ, đó, 4 chân nha. Hàng thì em bao lập tích, về cứ kiểm tra hàng có gãy hay là bể hay là bị nứt cái nào á, đắp giá thì cứ liên hệ bên em nha. Ở bên em có sao em báo con mình như thế. Ghế thì có hai ghế nha. Hai ghế này thì chiều cao cho mỗi cái thì nó lên tới là 1 mét nha. Chiều ngang của vị trí ghế ngồi là lên tới là 45. Đó, còn chiều ngang cái phần ngồi này 40 nha bà con. Sâu ga luôn em đo là nó 38. Đó, chạm đục đơn giản thôi nhìn rất là đẹp nha. Rất là dày và nặng. Đây. Đó, bà con của mình xem đây nha. Đó, mặt gỗ đây. Đó, dán sạch sẽ làm tích liền lạc không có lỗi chỗ nào hết. Đó. Bộ nguyên bộ như thế này thì em giao lưu cho bà con mình giá chỉ là 10 triệu đồng thôi nha. 10 triệu nha bà con, hai cái ghế và một cái bàn nha. Còn bà con mình sưu tầm cái bàn không em vẫn giao lưu nha, hoặc ghế lẻ cũng vẫn giao lưu cho bà con của mình nếu mà có nhu cầu. Đó, bà con của mình xem nha, rất là đẹp luôn, 3 món 10 triệu bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo là đến với mã số 5 này thì có một cặp lọc bình. Đó, một cặp lọc bình vẽ tất tứ quý nha bà con. Cái cặp này thì nó có chân đế luôn nha. Đó, chân đế chân quỳ luôn, rất là đẹp. Đó, hàng này là hàng vẽ tay. Đó, góp là góp bắt chàng nha, hàng có sang báo mình thấy. Bắt chàng này tuổi đời thập niên từ là 80-90 nha, 80-90 á. Đó, nó cũng 30-40 năm mà hàng này mình gọi là hàng cũ thôi, chứ đó, bà con mình xem nha. Đó, chứ không phải là xưa hay cổ lắm, cũng không phải là hàng mới bây giờ. Đó, thì bà con của mình cứ về kiểm tra hàng nha, đó, test hàng nha bà con. Đó. Em sẽ đo kích thước và báo cho bà con của mình luôn. Chiều cao tổng này thì em đo lên tới đó là 1m79. Đó, 1m79 nha. Đường kính cái miệng này ha, lại lên tới là 44 nha. Đường kính miệng bình là 44. Đây hoành cổ bình này. Đó, hoành cổ ngay vị trí này là 62. Còn hoành bụng bình này nó lên tới 147 lên nha bà con. Hàng này thì em bao lành tích không đứt bể hay tóc gió chỗ nào. Và bên em cũng sẽ bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đôi này có giá em giao lưu là hôm nay thanh lý là 13 triệu đồng thôi nha. Bao ship toàn quốc nha, 13 triệu. Đó, thì bà con mình ở miền Tây thì em cũng có thể giảm chút xíu được cho bà con mình được nha. Đó, thì mình sưu tầm về mình làm quà cáp mình tặng cho bạn bè người thân của mình đó, cũng mang tính chất phong thủy rất là tốt nha bà con. Chuẩn hàng vẽ tay 100% nha. Và đến với mã tiếp theo số 6B á thì em có một cặp đôn, mà cặp đôn lục giác 6 chân luôn nha. Đôn này nói chung là bà con của mình xem rất là độc lạ vì nó cái chân của nó rất là nhiều chân so với những cái đôn khác nha. Đó, gỗ gõ mặt đá danh mây. Chiều cao thì em đo là 86. Đường kính mặt đôn này là nó 35. Đó. Độ dày của mỗi cái chân này là nó 3 phân. Đó, mỗi cái chân là 3 phân nha. Đó, nó có hai khớp nè, bên trên bên dưới nè bà con mình xem rất là đẹp. Dày là 3-4 phân. Chạm đục hoa mai tới chân tứ diện hết nha. Cặp này có giá em giao lưu bà con mình là 10 triệu nha bà con. Lôn này là lôn to bự nha. Đó, bà con của mình xem nha. Đó, 10 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn. Đến với mã số 7 thì em có một cái đôn lẻ, nó hai tầng. Đôn này cũng chạm đục hoa mai nha. Đó, mặt là mặt đá nè. Đó, mình có thể làm một cái bàn nhỏ vẫn được luôn á. Chiều cao thì em đo là 80. Đường kính mặt này lên tới là 54 nha. Đó, 54. Đây bà con của mình xem giúp em nha. Đây. Đó. Đó, 4 chân rất là đẹp. Hàng thì liền lạc làm tích. Cái này một cái thôi, em giao lưu có giá là 5 triệu rưỡi nha. Đó, 5.500.000 về mình kê đồ, chuyên đồ hoặc mình làm một cái bàn mini mình xài cũng vẫn được. Tiếp theo phải là đến với mã số 8, em có một cặp đôn chống gốm Biên Hòa. À, tức là tùng hạt nha bà con. Với chiều cao của đôn này em đo là nó 50. Đường kính miệng này là 30 nha. Hoành bụng này nó lên tới là 117. Đó. Đường kính 30 bà con mình về mình làm đôn ngồi vẫn được nè. Hoặc mình kê đồ vẫn được nha bà con. Đó, đôi này nói chung tuổi đời cũng 40-50 năm nha. Đó, hàng đã theo thời gian 5 tháng nha. Đó, bên đây là bách hoa, bên đây là tùng hạt nha. Đó, làm tích không nứt bể tóc gió chỗ nào hết nha. Đó, tùng hạt trường xuân. Cặp này có giá em giao lưu là 5.500.000, 5.500.000 đồng. Đó, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, bao kiểm tra hàng nha.
đến với mã số 9 là một cặp ché nè. Cặp ché này khá là đẹp nha bà con. Đó, một cái tích là truyền thuyết luôn nè. Đó, bà con mình xem nha, tích này là tích bát tiên. Nó cởi những cái linh vật nè, cởi những linh vật nha, cũng như là cởi rồng, nó cởi hu, nó cởi voi. Đó, bà con mình xem nha, hu nay nè, đó cởi cọp nữa này nha. Đó, đây là cởi hạt thổi sáo, rất là đẹp. Cái cho một cặp ché như cái tích này. Đó, hàng này nói chung rất là độc đáo, rất là hiếm nha bà con. Cái tích này nói chung rất là hiếm, bát tiên thì có nhiều nhưng mà những cái mẫu cảnh như thế này nói chung rất là ít nha. Đó, bà con mình xem gốm Biên Hòa. Đó, chiều cao tổng này thì em đo lên tới là 78 nha. Cái đường kính cái hoành bụng này lên tới 122. Đó, nắp là nắp nghê nha. Đó, nắp là nắp nghê. Hàng thì làm tích nè. Đó, không có nứt bể hay tóc gió chỗ nào nha. Đó, tuổi đời nó cũng từ 30-40 năm trở lên nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Đó, hai bên mặt là đều hai mặt bợm. Nắp nghê. Đây. Đó. Đây bà con mình xem đây nha. Đó, những cái tích bắt tiên này cởi còn cá chép nữa nè. Mộc truyện đầy đủ nha bà con. 1975 ha. Đấy bà con mình xem nha. Bên đây cởi con cá chép nè, bên đây cởi nai nha. Đó, cởi rồng, mỗi một vị tiên đều cởi một cái linh vật hết. Cặp này rất đó là đẹp hết bà con. Đây một cái tích rồi một cái chuyện rất đáng để mình sưu tầm nha. Cặp này em giao lưu với bà con mình giá 12 triệu nha, 12 triệu đồng nha. Đôi này bên ngoài to lớn lắm nha bà con. Đó, chứ không hề nhỏ nha. Đó, bà con mình có thể kết bạn qua Zalo, chụp lại màn hình, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm. Đến với mã số 10. Số 10B này thì em có một cặp bình lục giác hàng tàu cũ nha. Hàng này nói chung là hàng tàu cũ thôi. Hàng thì làm tích nè, không bị nứt bể hay tóc gió chỗ nào mà nha. Đó, vẽ cái tích là sơn thủy. Với chiều cao em đo là 57, đường kính miệng 18. Hoành bụng này lên tới là 68 nha. Đây bà con mình xem lục giác khá là đẹp luôn. Đó, đây, đó, một cái tích bà con mình xem nha. Đó, hàng chuẩn vẽ tay 100%, không hề lỗi lầm chỗ nào. Đặc biệt chôn đáy nè, bốn mặt bốn chữ nha. Đó, bốn chữ. Đây, một đôi nha. Cặp này em giao lưu có giá là 7.2 triệu nha, 7.200.000 đồng. Bên em bao ship tặng nhà. Thì bà con mình cũng mặt hàng này á, đồ gốm á, bà con mình về cứ khui ra và kiểm tra nha, làm tích nguyên vẹn thì bà con mình nhận giúp em. Nhiều khi trên vấn đề vận chuyển á, nó bị da đập cọ quẹt thôi. Đó, chứ còn ngoài chị hát thì không có vấn đề gì nha. Đến với mã số 12. Đó thì em cũng có là một cặp bình rất là đẹp nữa một nè. Bình này, bình này một chiếc nha bà con. Đó, một chiếc cái tích này á, bà con mình xem nha. Đó, một cái tích cổ nè, của những cái vị quan vậy đó nha. Đó, cũng là gốm Biên Hòa. Đây là những con bơm bớm nha. Đó, tổng cái chiều cao cái bình này là 62, đường kính miệng là 16, hoành bụng này lên tới là 93 nha. Một chiếc duy nhất thôi, bình này hàng chuẩn xưa. Đó, đây men của nó lên da quy hết rồi nha. Đó, da quy là tự nhiên nha bà con, chứ không phải men rạn nha. Nó chôn đế là rất là già tuổi. Đây một cái duy nhất thôi, giao lưu cho bà con mình chiếc bình này có giá là 4.8 triệu nha, 4.800.000. Đến với mã tiếp theo này á, là số 13. Em có một cái đĩa chanh gốm Biên Hòa. Đó, đĩa này là bà con của mình xem tích là tích cổ nha. Đĩa là đĩa cũ 30-40 năm thôi nha. Đó, thì có sao em báo mình như thế, tích này là tích cổ. Đây là thánh giống nha bà con, thánh giống nhổ tre đánh giặt đó nha. Đó, đường kính cái đĩa này là nó 51 nha, rất là dày. Đó, một cái tích truyền thuyết của người dân tộc Việt Nam ta nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Đó, cởi ngựa nè, nhổ tre đánh giặt. Sau lưng đây, đó, một chuyện này nha. Đó, bên ngoài diềm hoa văn. Chiếc đĩa này em giao lưu cho bà con mình giá là 2.2 triệu thôi nha, 2.200.000. Đó, mình về mình treo tường được, hoặc mình để mình trưng bày bên kệ cũng được nha. Đến với mã số 14 này á, thì em có một pho tượng nha. Đây là bà con mình xem ông thọ nhìn rất là hồn luôn, mặc trên chiếc áo là bách hoa. Đó, gốm Biên Hòa nha. Tổng cái chiều cao ông thọ này là 41, hoành bụng thế này á thì lên tới là 82, rất là to nha, bên ngoài nhìn to lắm nha bà con. Em giao lưu được sưu tầm về được một vài ông thôi. Đó, cũng đã giao lưu hết rồi, còn một ông là duy nhất bà con của mình, nếu mà hữu duyên này nha, ở quan hỷ đó, bà con mình xem chôn đế đây. Đó, rất là hồn, lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười, mang đến may mắn cho gia đình của mình. Bức này giá em giao lưu bà con mình là 1.400.000 nha, 1.400.000 đồng. Tiếp theo mã số 15. Đây một chiếc bình ông thọ nữa nè, thọ nai nha, tùng hạt nè, tùng nai nè. Đó, cái nắp rồi mình đầy cái trà đó nha. Đó, con mình xem. Với chiều cao này thì em đo 24, chiều dài này là 24 luôn nha. Hàng thì không có lỗi lầm chỗ nào hết, lành tích và liền lạc toàn bộ hết nha. Một chuyện lò đều đầy đủ, mọc nổi.
Đó, ông thọ này có giá em giao lưu cho bà con của mình đó là 1.300.000, 1.300.000 bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa Lê Quyên cũng xin chân thành và cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều. Xin hẹn gặp những clip kế tiếp ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha bà con.